is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. Ok. Ok mọi người, thì mình đã teardown xong em Marshall Willen 2, xem bên trong nội thất như thế nào. Các bạn có thấy được là nội thất của Marshall Willen 2 nó gần như tương tự với lại bé Willen 1 ha. Và đây là tất cả số ốc mà mình đã khui ra trên cái chiếc lo này. Thì khá là đơn giản, không có khó. Lo này nếu mà để sửa chữa thì không có khó để mà tháo ra các bạn. Và đây là cái viên pin. Viên pin thì họ làm bọc trong một cái silicone khá là sần sò. Đây là cái viên pin của con Marshall Willen 2 được bọc trong miếng silicone nha các bạn. Miếng silicone, xin nhắc lại là silicone. Silicone này chắc có thể là chống cháy và cũng khá là hay. Đây, cái bọc silicone này các bạn. Các bạn coi thử ha. Đó, bọc silicone khá là sần sò đấy nha. Thì trong chiếc lo này mình có thay đổi duy nhất là cái này. Tại vì thứ nhất là viên pin họ đặt ở ngay phía trên cái cụm men. Thì anh em nào giải thích giúp mình ha. Thì theo mình biết như vậy thôi là có thể là giúp để mà bị nhiễu sóng, nhiễu từ hay là bị chạm giữa cục pin với cái này, nên họ bọc trong cái miếng cao su. Tại vì bây giờ hết cái vị trí để mà họ sắp xếp rồi, nên là họ để ngay vị trí này. Và khi mà mình tháo cái khung ra thì nó không dính díu, không dính dáng gì tới cái phần mà phía dưới. Cực kỳ gọn và cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Khi mà mình tháo ra thì nó sẽ bung ra vậy luôn. Phải nói là lần này họ thiết kế làm rất là chuẩn chỉnh luôn. Còn về mặt linh kiện, anh em nào hiểu biết thì có thể comment. Còn mình thì một người như các bạn bình thường, như một người bình thường, mình nhìn vào, à ok, mình thấy là sắp xếp thì nó kiểu gọn gàng. Cái củ loa hay là cái phần sub cộng hưởng nè, cái màn cộng hưởng nè, hay là cái phần dây anten pin bọng rồi mạch, hoặc là bức gọn gàng luôn, thật sự là khá là hay. Rồi ok, các bạn nghĩ sao về cái chiếc loa Marshall Willen 2 phiên bản mình teardown ra? Hãy comment phía bên dưới cho mình biết nha.